Trên tay của mình hiện tại chính là em Xiaomi Redmi K50 Gaming nhá. Một chiếc máy gaming phone quốc dân mà rất nhiều anh em game thủ đều mong ước đúng không nào. Cá nhân mình ấy thì mình thấy khá là thích chiếc K50 Gaming này. Không chỉ bởi vì em nó là chiếc gaming phone cuối cùng của nhà Xiaomi, mà bởi vì cái thiết kế của em nó khá là ok trong tầm giá nha. Các bạn nhìn cái mặt lưng này, rất nhiều những họa tiết in chìm in nổi, cảm giác cho mình cầm rất là sang trọng luôn. Và cái thứ hai ấy, đó chính là cái phím trích G vật lý này, các bạn có thể tự tay bấm được. Các bạn sẽ không gặp một cái tình trạng đó là tay các bạn chạm lên cái phím trích G cảm ứng lực ở trên những dòng Asus hoặc là Numia Red Magic ấy, thì nó khá là bất tiện đúng không nào. Nhưng cá nhân mình ấy thì mình thấy rằng mình rất thích cái phím cảm ứng lực này nha. Ok, và ở trong video ngày hôm nay của mình ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bật chế độ siêu cấp ở trên điện thoại Xiaomi mà sử dụng MIUI và kể cả HyperOS cũng đều làm được nha. Chế độ siêu cấp ấy thì sẽ giúp cho chiếc máy của bạn có một cái hiệu năng khi mà chơi game hoặc là dùng các tác vụ nặng ấy, cái hiệu năng của bạn sẽ được đẩy lên một chút, nhưng mà bù lại chiếc máy của bạn sẽ khá là nóng. Thì đây chính là một cách tiếp theo, sau khi mà các bạn xóa roi xe, các bạn có thể bật thêm chế độ siêu cấp nha, để mà chiếc máy của bạn khi mà chơi game ấy đạt được vào mức hiệu năng tối đa nha. Ok, bắt đầu video thôi. Shopee của Bắp Công Nghệ có bán điện thoại Samsung chính hãng giá rẻ nhất thị trường, điện thoại ROG Phone 6 phủ cáp sạc của Realme, Xiaomi, Samsung 33W, 65W, 120W cùng rất nhiều những mã quạt tản nhiệt cho điện thoại phụ kiện cho anh em game thủ đây nha. Các bạn hãy lên Shopee tìm kiếm shop Bắp Công Nghệ, ấn theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất nha. Ok, đây chính là em Xiaomi Redmi K50 Gaming nhé. Và các bạn nhìn cái kiểu vuốt thanh thông báo này rất là hoài niệm ở trên MIUI đúng không nào. Thì cái phiên bản của mình đã sử dụng ấy, đó là MIUI 14.0.9 này. Và cái điểm số AnTuTu ban đầu của em nó đang là 1.168.000 điểm nhá. Để mà bật chế độ Speed Mode ấy, thì các bạn phải tải cho mình hai cái ứng dụng, đó chính là Set Edit và LIDB nhá. Với ứng dụng Set Edit thì các bạn cứ lên Set Play các bạn tải thôi, còn LIDB ấy, thì các bạn lên APK Pool giúp mình nha. 2000 years later. Ở trong Set Edit ấy, thì nó sẽ có một cái dòng, đó chính là Speed Mode này. Các bạn nhìn rõ cái dòng Speed Mode này không? Và hiện tại em nó đang số 0 nhá. Nhưng mà các bạn phải chỉnh cái chế độ Speed Mode ở trong bảng Skill Table, chứ nếu các bạn chỉ chỉnh ở bảng Skill Table thôi thì em nó không bật được nha. Ok, và để cấp quyền cho Set Edit chỉnh sửa được cái bảng Skill Table ấy, thì chúng ta cần phải có một cái ứng dụng, đó chính là LIDB. Các bạn sẽ phải bật chế độ nhà phát triển và gỡ lỗi của Wi-Fi nha. Để bật chế độ nhà phát triển ấy, các bạn ấn vào thiết bị của tôi, ấn vào thông tin và thông số chi tiết này, và các bạn ấn 5 lần vào phiên bản MIUI giúp mình nha. Sau đó các bạn ấn vào cài đặt bổ sung này, kéo xuống và ấn vào tùy chọn nhà phát triển. Các bạn sẽ bật gỡ lỗi USB nha, và các bạn ấn vào cài đặt qua USB và cả cái gỡ lỗi USB cài đặt bảo mật giúp mình nha. Đó, xong các bạn thoát ra này, các bạn ấn vào LIDB giúp mình và các bạn cho LIDB sang cửa sổ nổi nha, và các bạn ấn quay lại cái phần cài đặt giúp mình và các bạn chọn cài đặt gỡ lỗi không dây giúp mình nha. Các bạn ấn ghép nối thiết bị bằng mã ghép nối nha. Đó, các bạn để ý này, nó sẽ có hai cái số, đó là cái mã 133169 ấy, nó là pairing code, còn cái mã port ấy, nó chính là 37985. Mình sẽ điền vào cái này nha. Cổng port nó là 37985 này, 37985, còn cổng pairing code, ok này. Ok, khi mà nó hiện như này thì là đã kết nối thành công rồi nha. Bước tiếp theo là các bạn thoát ra này, và các bạn là vào Set Edit giúp mình. Các bạn chuyển sang bảng Secure Table nha. Và khi các bạn ấn lựa chọn thay đổi một cái biểu tượng bất kỳ ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái dòng là PM Grand 34A. Thì các bạn copy cái dòng PM Grand 34A này, cái link code ấy mình để dưới phần mô tả nha. Hoặc là các bạn có thể điền thủ công cũng được, không sao hết. Các bạn thoát ra này, và các bạn ấn vào LDB này, các bạn copy cái mã lúc này giúp mình này. Đó, cái mã PM Grand 34A này. Đó, xong các bạn ở xong giúp mình. Thế là xong rồi, các bạn thoát Set Edit rồi nha. Và bây giờ khi mà các bạn đã ấn xong rồi, các bạn lại vào Set Edit này, và các bạn bảng vào bảng Secure Table này. Đó, tất cả những cái dòng ở trong bảng Secure Table ấy thì chúng ta đều có thể sửa rồi nhá. Nó sẽ không ghi là không được phép sửa nữa. Các bạn sẽ kéo xuống này, tìm cho mình cái dòng là Speak Mode Enable này. Các bạn chuyển từ số 0 sang số 1 giúp mình nha. Các bạn ấn Save Change này. Sau khi mà các bạn chỉnh cái Speak Mode Enable lên thì các bạn vào lại cái phần cài đặt bổ sung giúp mình, kéo xuống vào cái tùy chọn nhà phát triển nha. Và các bạn kéo xuống này, và sau khi các bạn vào chế độ nhà phát triển đấy, các bạn kéo xuống cái phần giám sát giúp mình nha. Và nó hiện lên một cái mục, đó chính là chế độ siêu cấp này, và công dụng của nó là ưu tiên hiệu suất hơn tiêu thụ điện năng và kiểm soát nhiệt độ nha. Tức là cái điện thoại của bạn ấy sẽ được nâng cấp một chút về hiệu năng nha. Mình sẽ click vào này. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích ấy, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn.